Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, hôm nay đã là 27 Tết rồi, biết rằng mọi người đang rất là bận rộn để chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng mà với chương trình Sao Hay Chữ thì chắc chắn rằng là cũng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những giây phút thật là thư giãn, thật là thoải mái, thật là vui vào những ngày cuối năm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay nha. Xin mời. Xin mời mọi người. Wow, gần Tết tới nơi ai nấy cũng tươi tắn ha, cầm câu liễn chúc Tết này kia nữa. Dạ em chào anh chị. Chào anh chị em. Chào em. Dạ anh Tâm Thanh, anh cầm câu gì vậy? Chúc mừng năm mới. Còn chị Ngọc Lan không cầm gì hả chị? Anh Thanh cầm rồi, chị khỏi cầm. Trời ơi, nguyên cái bộ đồ của chị bước ra thấy mùa xuân rồi. Lần đầu tiên thấy chị Lan tham gia một cái chương trình truyền hình về game show đó nghe. Nào giờ ít thấy chị tham gia lắm chị Lan. Nói chung là chị cũng chọn lọc game show nào, đâu phải game nào chị cũng chơi đâu. Dạ, hên quá. Bữa nay Sao Hay Chữ được chào đón chị với anh Tâm Thanh. Còn bên đây một em trẻ, Ngọc Tưởng. Nói trẻ thôi là trẻ so với anh. Chứ thiệt ra là mình cũng đàn anh trong nghề của nhiều thế hệ rồi Phong Tưởng. Dạ. Với chương trình Sao Hay Chữ là cần phải chúng ta có cái vốn liếng ca dao thiệt nhiều. Dạ. Mình tự tin không? Dạ, em nghĩ đâu đó dính dính á anh. Dính dính luôn à, hả? Dạ, dạ. Chà, nghi ngờ quá. Đây, Vân Khánh, cái người mà chuyên hát dòng nhạc dân ca cùng là ca tình. Sĩ trẻ. Hả? Trẻ luôn hả Khánh? Hồi bạn nói câu đó mà bạn không tự tin luôn đó. Tự tin chứ. Tự tin luôn hả? Nhưng mà Khánh có tự tin về cái vốn liếng ca dao của mình không? Khi mà mình là cái người chuyên hát dòng nhạc dân ca trữ tình. Nói đến cái tục ngữ ca dao thì một cái khó tàn là hết sức là bao la vô tận. Thực ra mình bị cùng trong một cái giới hạn chừng mực cho phép thôi. Thì hy vọng rằng là hôm nay bằng tất cả cái vốn liếng của mình thì tận dụng tối đa. Còn lại là nếu như không biết thì thôi mình học hỏi thôi. À đúng rồi, không biết thì mình học thôi, có gì đâu phải không anh? Đúng rồi, còn chủ yếu là vui. Thì anh coi như là hay những câu ca dao là đầy đầu đó. Nhưng mà bữa nay là nhớ hay không là còn mấy xem lại. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi nhỏ nhỏ để chúng ta chia đội nha. Và ai là người chiến thắng trong trò chơi này sẽ được quyền chọn một người làm thành viên của đội mình. Trò chơi rất dễ thương. Trò chơi này của những cái người mà dân miền cao á. Đó, hay miền cao là miền núi giống à? Như là mùa xuân đó chị. Người ta hay chơi một cái cũng giống như là người ta gieo duyên luôn vậy đó. Ném tròn. Đây, ở trên đây chúng ta có một cái vòng tròn và chúng ta phải cầm cái trò tròn này trên tay, quay gieo rồi ném. Đó, qua được một cái coi như là mình thắng. Mình thi từng cặp một ha. Đó, rồi ai là người chiến thắng của hai cặp thi tiếp thêm trận chung kết nữa. Đầu tiên hai người đàn ông làm trước đi. Hai người phụ nữ có thể mà thấy bắt chước làm theo. Căng ha. Tôi anh lớn rồi, thôi anh nhường cho Tưởng làm trước đó, em rồi, trẻ đẹp. Xích qua đây. Chị Lan xích qua bên kia luôn. Đúng đây. Ngọc Tưởng. Quăng xong em chạy lại gần em bỏ qua được không? Không được. Không được hả? Bớt anh Giang. Dạ. Hi. Ủa sao chưa? Sao chưa trớn nữa. Tiếp anh Tâm Thanh. Thì ra Tưởng sẽ không hơn anh được nhiều hết. Thì ra nè cưng. Trời ơi, xém đây nè, đây nè, hồi nãy giả bộ rồi. Bây giờ cái này thiệt nè anh Thanh. Đó, em nhắm mắt em quăng luôn nè. Rớt rồi. Cập luôn nha anh Thanh, vô. Nè, mình được mấy lần. Cưng ơi, từ nào vô thôi. Ai đi vô thôi hả? Rồi mãi ông vô sao trời. Rớt rồi. Rồi lượt cuối, hai người tiến gần thêm chút, cho tiến gần thêm chút. Dạ, tiến gần đi. Rồi cộng tưởng, vô. Wow. Dưới cột dọc. Anh Thanh, vô con ơi, ba lại con. Vô giùm ba cái con, vô giùm ba cái con. Như vậy là giới phần thi của hai người ông. Ủa, vậy em rớt. Tiếp theo mời Vân Khánh và chị Lan. Bây giờ em rớt nè. Trời, cái thằng nào với tôi hơi căng nha. Đừng có tưởng lớn tuổi là thua nha. Giới phụ nữ. Quá vậy hả? Phải ưu tiên. Trời ơi, cầm chi dài như vậy. Khánh lại, đứng gần thêm chút nữa. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi, cho Khánh đứng sát cột luôn đi. Trời ơi, xem qua, xem qua. Xem qua. Tới chị. Sao chị quay vòng tròn á? Vậy phải không? Dạ. Đúng rồi chị. Đó. Quá. Quá. Thôi. Hai người này là tới sáng luôn á. Tới sáng luôn nè. Cầm tay lại chút. Ráng lên. Xém nhẹ quá. Tay xíu nữa. Yeah. Trời ơi, thắng chim á chị. Em quăng đâu vậy? Kìa, nhẹ tay xíu nha. Cái này đúng không? Cái nào đúng rồi, đúng rồi. Cái nào cũng được. Nhẹ thôi. Ôi khó quá, không dễ đâu nghe. Yeah.
Vâng, Khánh chiến thắng. Cho chị cơ hội cuối cùng. Khánh hay quá. Không qua. Rồi, rồi bây giờ mời Vân Khánh và anh Tam Thanh trận chung kết. À, còn trận chung kết. À, chung kết đó hả? Đúng rồi. Anh nhường em trước đó Khánh ơi. Anh trước anh đàn ông. Đi trước đi anh. Phải không? À. Anh đứng xa hơn phụ nữ phải không? Dạ. Qua chắc rồi. Trời ơi. Vân Khánh. Người ta đàn ông người ta nhường mình mà Khánh. Không mẹ. Người ta nhường mình mà. Ừ. Người ta nhường mình mà. Đứng không qua. Đứng gần như vậy mà còn không vô. Đứng gần quá không khó vô á. Ý trời rồi cưng ơi, ý trời rồi Khánh ơi. Đứng ngang nè, sà ngang nè. Thấy chưa? Đứng sà ngang. Qua không? Em biết Khánh chật rồi em đưa cho anh hả? Ồ, không qua. Anh Thanh lên. Hay rồi, xong. Chiến thắng. Anh Thanh là người chiến thắng. Mời ba người thua qua đây đứng. Ba người thua đang đứng chờ anh. Anh hãy chọn một người mà anh tin tưởng để về làm bạn đồng hành với anh. Chọn nam thì không được. Em màu vàng chọn bé màu vàng thì màu vàng nó đụng. Lần về với anh đi ra. Hiểu ý liền. Sai. Sai luôn. Sai. Rồi cái gu của anh Thanh mà. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Anh tin chứ. Thấy em quăng chợt là anh tin rồi. Thấy em quăng chợt là anh tin rồi. Vậy bây giờ anh chị chọn tên đội mình đi. Chọn đi anh. Nhỏ và gọn. Nhỏ và gọn hả? Gọn đi, gọn gọn. À gọn gọn. Nhỏ gọn đi. Nhỏ gọn, đúng rồi. Nhỏ gọn. Nhỏ gọn. Bên đây. Mình gọn và nhỏ. Gọn nhỏ. Mùa xuân nè, mình chọn gì liên quan tới mùa xuân đi. Mai vàng đi, mai vàng đi. Mai vàng đi cho nó rực rỡ. Hay là cái gì liên quan tới món ăn mứt bánh này đó. Mứt gừng. Mứt được. Mứt gừng cay nồng. Cay nồng. Anh Thanh, bên đây mình chọn mứt gì? Mình chọn món gì khác đi. Dạ, ừ. Thịt không dịch. Ừ, được á. Được á. Thịt không dịch. Thịt không dịch. Thịt có cái đó. Thịt không dịch. Ok, nhìn anh với chị Lan là thấy một nồi rồi. Thì đó. Đâu phải mình em nói đâu. Ai cũng nói nhìn chị thấy mùa xuân. Thì đó. Là thấy thèm thịt kho hột vịt. Dạ. Em thịt kho đi anh trứng vịt cho. Ừ. Thịt kho hột vịt và mứt gừng. Mời hai đội về vị trí. Đây là chương trình để cho những người chơi có thể ôm lại những kiến thức về văn học, về ca dao, về những câu thơ lục bát nổi tiếng của chúng ta. Có thể là do công việc bận rộn rồi thời gian trôi qua, chúng ta cũng đã quên đi ít nhiều. Vậy thì đến với chương trình này, chúng ta sẽ có cơ hội ôm lại những điều đó. Và chúng ta cũng biết kho tàng ca dao của Việt Nam là một kho tàng cực kỳ phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc. Mỗi một câu ca dao sẽ là một cái điều mà những người xưa gửi gắm lại cho thế hệ mai sau. Bởi vì từ thời ông bà truyền lại cho cha mẹ, rồi cha mẹ truyền xuống cho con, từ miền này truyền sang cho miền khác. Cho nên đôi khi nó sẽ có những cái sự biến tấu, những cái câu nó hơi khác đi một chút so với những câu thông thường mà ta vẫn nghe quen tai, và chúng ta gọi đó là những dị bản. Với ca dao Việt Nam thì dị bản nó cũng được xem như là một thuộc tính đặc biệt. Là trong chương trình này chúng tôi sẽ chọn ra những cái câu mà vốn dĩ chúng ta nghe quen tai nhiều hơn, và những người chơi cũng sẽ phải tìm ra được những cái đáp án của mình là những câu ca dao trùng khớp với đáp án của chương trình. Còn nếu như nó có sai biệt một từ thì coi như là chúng ta cũng không tính, bởi vì xem như đó là những dị bản. Và đó là cái sự tính toán của những người chơi, và đó cũng tạo nên cái sự hấp dẫn cho chương trình. Các anh chị, các bạn và các em, chương trình của chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Kết thúc vòng 2, gia đình nào mà có số tiền thưởng cao hơn thì sẽ được đi tiếp vào vòng 3. Nhà còn lại sẽ phải chia tay với chương trình của chúng ta. Vòng 1 và vòng 2, mỗi vòng chúng ta sẽ có 3 câu ca dao hoặc là câu thơ lục bát để mình đoán. Và Đại Nghĩa sẽ rất là vui trao tặng cho các anh chị và các bạn một phần quà nhân dịp cuối năm, đủ để mình sắm Tết. 20 triệu đủ không anh? Trời, quá ngon. Ngon, 50. Trời, chị, vừa phải chị. Quá đáng. Từ Tết đi du lịch nữa. 20 đứa mười. Bớt đi chơi đi chị. Bớt đi chơi ở nhà với con nghe. 20 triệu cho mỗi gia đình để làm vốn. Và sẽ có một cái câu ca dao nó hiện lên trên màn hình của chúng ta, nhưng được ẩn dưới những cái ký tự đã được mã hóa. Mình sẽ phải mở những cái ô đó lên để mình coi coi từ đó từ gì, để mình còn đoán chứ. Chứ nếu không mở lấy gì đoán. Và mỗi một ô mở lên, mình sẽ phải mua bằng tiền 500 ngàn cho một ô. Chứ ngồi mình mua 50 không được hả? Không được anh, đâu có cái giá rẻ dữ vậy. Tối đa một lần mua 3 ô, mở lên 3 từ đó. Sau đó, gợi ý của Đại Nghĩa đọc lên. Và mọi người nếu biết được đó là câu gì, lên đây lấy cái dùi. Nhắc lại một lần nữa là phải lấy cái dùi. Chứ có nhiều người lên không lấy cái dùi mà lấy cái cườm tay quánh vô đây.
rồi về than đau tai. Em không chịu tiền thuốc thang cái vụ đó nghe mấy anh chị. Lấy cái dùi quánh tốn thêm 1 triệu nữa. Đó, 1 triệu này là gì? Đây là cái tiền mua quyền trả lời. Trời ơi. Trời, trả lời phải mua quyền hả? Tại giờ hai bên dành nhau biết cho ai trả lời giờ. Nhưng mình mua chứ. Nếu mình gõ bằng tay là 500 thôi hả? Không anh, không cho gõ bằng tay. À gì hả? Dạ. Trả lời đúng, mình có số tiền thưởng 10 triệu cho mỗi câu. Đồ. Lời quá đúng không? Quá lời, quá lời, quá lời. Đầu tư có 2-3 triệu thôi. 2 triệu rưỡi. Mình quất một cái lấy 10 triệu mang về. Ngon lành luôn nha. Và đây, mỗi đội sẽ có một cái tập bản. Cái bảng này là khi chúng ta muốn sử dụng quyền trợ giúp. Giơ lên, có 3 quyền tất cả. Quyền đầu tiên là mua ô chữ miễn phí. Giơ cái bảng lên cái, sẵn sàng cho không một ô 500 ngàn không lấy tiền. Đó, ngon không? Xài một lần thôi nha. Quyền thứ hai, trả lời miễn phí, lên quánh phen một cái không lấy 1 triệu luôn. Miễn phí luôn nha. Quyền thứ ba là quyền cấp vốn. Khi nào qua tới vòng 2, lúc đó là gia đình mình khi làm ăn eo hẹp quá, tiền bạc nó đi dần đó, xa xúc quá, có quyền dơ cái bảng lên xin đại nghĩa cấp vốn. Lúc đó em sẽ cấp vốn cho mọi người nha. Rồi, đó là những cái luật của chương trình Sao Hay Chữ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng khởi động. Vòng này chúng ta có 3 câu ca dao. Câu số 1, mời ô chữ. Đó, nó sẽ hiện lên như vậy. Rồi, bây giờ anh chị muốn mua ô nào? 500 ngàn ô. Mua ô đầu đi anh, để dễ biết. A1 đó. A1. Rồi, còn gì nữa? Ô giữa đi. Không. Ô cuối hả? Ô này nè. Ô đầu, ô cuối. Ô này đi ha, B8. B8. Rồi. Và A2. Thôi đừng có A2. Nó phải dính hai cái chữ đầu mình mới hiểu được. A1, A2, B8. Bên đây. Chị. Mức gừng. Lục em chọn đi. Lục bát nó vần với nhau. Rồi, rồi A6. A6, B6. Rồi gì nữa? Với lại B1. B1. A6, B6, B1. Ok. Gợi ý. Câu ca dao nói đến công ơn của đấng sinh thành. Mở ô chữ. Rồi, rồi. Chạy lên. Anh Chiên, nhanh lên. Nhanh. Chạy đánh chứ. Đó. Ngọc Tự, anh Tâm, anh Thanh. Chạy không kịp hả anh? Không kịp. Bị dướng cái gì anh? Dướng cái bụng hả? Không phải. Chưa hiểu. À, chưa hiểu hả? Đây, Khánh, đọc đi Khánh. Công cha như núi ngất trời. Phải không? À, nghĩa mẹ. Nghĩa mẹ. Như nước. Như nước. Người biển đông. Ôi, thua rồi. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Yeah. Công cha 10 triệu. Quánh thêm cái nữa em, tính thêm 1 triệu. Không, em thử, em thử chua. Thử, không có thử, không có thử. Trời, cái chiên của ta bằng vàng. Thử. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Hoặc là chúng ta có một cái gì bản là nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Đó, ngoài. Còn hai câu sau nữa, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. À. À, 10 triệu dành cho đội mứt gừng ngon. À, câu số 2, mời ô chữ. Gia đình mình thua cho nên được chọn trước. Cũng hai chữ đầu đi. Cũng hai chữ đầu. A1, A2. Chữ cuối luôn cũng vậy hả? Cuối luôn, nghe là anh cuối luôn. Ừ. B8, đúng không? A1, A2, B8. Mức gừng, sao nè? Cũng vậy đi. Cũng vậy luôn. A6, B6, B1. B6. B1. B1 luôn. Y chang vậy. Đang luôn. Đang hơn mà. A6, B6, B1. Đang hơn. Gợi ý, câu ca dao mượn hình ảnh bình dị, gần gũi của làng quê để nói lên sự thủy chung trong tình yêu. Mở ô chữ. Được, Khánh biết, chạy lên, nhanh lên, đánh mà. Đánh chiên. Để chưa đánh đi. Sao vậy anh? Chị Lan sao vậy chị? Chưa biết không? Để coi, khoan, từ bình tĩnh. Bên kia chưa chắc ra lời được đâu. Bây giờ lo nhớ này đi. Nghe, đọc. Cây đa cũ, bến đò xưa, bộ hành có nghĩa nắng mưa cũng chờ. Chốt chưa? Chốt. Bộ hành là cái gì? Nó hơi kỳ kỳ á. Để đại nghĩa trả lời kìa. Em thấy nó cũng giận mà, kỳ đâu. Giận nhưng mà coi chừng mưa xưa với mưa nè. Đúng rồi. Vần nhau nè. Rồi người ta chốt rồi mà. Rồi chốt. Rồi chốt rồi. Rồi. Ừ. Đây là đáp án. Sai. Không. Sai. Yeah. Yeah. Cây đa cũ bến đò xưa, bộ hành có nghĩa nắng mưa cũng chờ. Bộ hành tức là người khách đi đường á chị. Đó, bộ hành có nghĩa thì nắng mưa người ta cũng chờ mình thôi. Nếu là ý là nếu như có tình có nghĩa với nhau thì cho dù nắng mưa khó khăn cỡ nào thì cũng sẽ chờ đợi nhau. 10 triệu cho mứt gừng. À. Ráng lên, nói chưa nãy giờ mình chưa quánh được cái chiên luôn đó anh. Đó, một bụng, một đầu hả, một ở đây hai đứa anh lớn hết rồi, hai đứa anh lớn hết rồi. Yeah. Mà ăn ngay mốt thì tội nghiệp. Chưa đâu anh, chưa anh, từ từ. Nhường. Biết đâu được cái phút ăn sau anh tỏa sáng. Câu số 3 không đơn giản, mời ô chữ. Thôi chọn khác đi hai. Trung thủy, nghe là anh trung thủy. Ý vậy luôn, hai cái này với cái cuối. Kìa, B1, B2 với A6 đi. Ngược lại. Ừ.
Rồi nghe lời luôn, B1, B2, A6. B1, B2, A6. Bên đây. Thì A1, B6 đi, hai cái này đi chị. Cho em chọn cái giữa đi, hồi nãy giờ chị chọn lưỡng. B8. B8. A1, B6, B8. Gợi ý, mời mọi người nghe một bài hát. Cốc chết nàng nhái mồ côi bay lâu. Chàng yêu nó bèn đi hỏi. Nhái lắc đầu, nàng lại chẳng ưng. Lắc đầu chẳng ưng. Còn ếch ngồi ở sau lưng. Đó, đây là bài Lý Con Cóc. Gì à? Câu ca dao của chúng ta là một cái lời tỏ tình ngộ nghĩnh, dí dỏm, đậm chất Nam Bộ. Một lời tỏ tình ngộ nghĩnh nha. Mở ô chữ. Hả? Anh Tâm Thanh đang quánh chiên. Quánh. Quánh đi. Hay quá anh ơi. Quánh đại chứ chưa nhớ gì hết. Ủa gì kỳ vậy? Con cóc. Con cóc gì à? Nó nhảy bưng bưng. Bưng con nhảy rồi. Nó kêu con nhái mày ưng kêu rồi nhảy, bưng, nó đàn tóc nó nhảy bưng bưng nó kêu cái quệt nó kêu biểu ưng cho rồi đó nó kêu lại ra nguyên câu rồi mình chốt nè. Con cóc nó nhảy bưng nó bưng. Nhảy bưng bưng nó kêu ọp không nó kêu cái quệt biểu ưng cho rồi chốt chưa chốt quệt nghe lạ lắm á ọp đi không bị người ta đổi từ hết rồi. Cái quệt kỳ lắm á nha. Cái quệt kỳ lắm á, nó kêu ọp ọp. Nó kêu cái quệt. Giờ cái quệt hay ọp ọp. Cái này lạ lắm, cái quệt là nó kêu quệt, quệt. Chứ ọp ọp là con heo. Dạ anh chị đừng tranh cãi nữa, em công bố ngay đây. Dạ thưa anh thưa chị, đây là đáp án sai nha. Ủa gì hả? Dạ sai nha anh nha. Nói chung là mình sai câu đầu, em tiết lộ luôn. Câu sau là anh Thanh đúng nha chị Lan nha. À dạ, nó kêu cái quệt luôn. Dạ hả? Đúng nha chị nha. Sai câu đầu thôi. Con ếch mà mình kêu con cóc hả? Bài này bài con cóc mà hồi nãy nghĩa con cóc mà con cóc. Thì đó là cái bài Lý Con Cóc. Nhưng mà còn cái chuyện trong câu cái dao này để con cóc, con ớt hay con trùng gì kể. Ủa, đó vậy này là con nhái. Vậy mình được quyền không? Thì được quyền, cái ơi đi. Vậy con nhái hả? Con nhái. Đánh chiên không? Đánh chiên tốn triệu. Đại Nghĩa sẽ mở một cái lượt mua bán. Vậy mình mua A2. Mua A2. Mua A2. Rồi còn gì nữa không? Thì thôi câu đó thôi. Chị. Hả? Chị. Nhưng mà giờ nè, bên đây mua một ô, bên kia muốn mua không? Mua. Mua ô nào? Mua A2 luôn. Rồi vậy mình mua. Anh ơi, ủa bên này mua mà. Anh mua A3, A4. Anh mua A3, A4. A3, A4. Bên đây. Vậy thôi A5 luôn cho đội. A5 đi. A2 với A5. A2, A5. Nha. Tức là bây giờ mở cái câu này lên, bên nào chạy trước bên đó thắng. Ok. Anh lẹ lắm. Chạy đại đi. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Đại Đại Nghĩa đã tiết lộ cho mọi người nghe rằng câu trên là câu sai, còn câu dưới là đúng rồi. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Rồi. Chưa mở mà anh mở chạy rồi, lên mở chưa rồi mở anh chạy lên mở rồi mở rồi, rồi, rồi mở rồi anh Thanh Thanh đọc con ếch ngồi giữa gốc bưng nó kêu cái quệt hả gì nữa biểu ưng cho rồi nó kêu cái quệt biểu ưng cho rồi em muốn sửa lại ọp ọp không chị Lan không nói chốt chưa chốt đây là đáp án chính xác còn gì nữa không đúng 10 triệu cho thịt kho vịt. Thấy chưa? Yeah. Như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 1 với 3 câu cà dao. Số tiền thưởng của hai đội như sau: mức gần 32.500.000. Quá ngon. Thịt kho vịt 22.500.000. Trời ơi, cũng còn ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 2 và vòng này có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Mời ô chữ. Kỳ này không có nhường nữa nha. Vừa rồi nhà mình thua cho nên mình được quyền chọn đó, trước. Mình được quyền chọn trước là đó. Mình cũng chọn vậy đi. A6, B6, B1. A6, B6, B1. Dùm hai cái đầu đi. Đấy đúng rồi. Y cũ. A1, A2, B8. A1, A2, B8. Gợi ý. Câu cái dao phê phán tai nạn mê tín dị đoan.
Mở ô chữ. Hả? Anh Tâm Thanh đánh luôn hả? Rồi. Em không biết cái gì luôn. Cái này trời ơi. Thì đúng câu của ảnh. Bình tĩnh. Bây giờ người ta đọc, mình sẽ nghe được cả những cái ô mà người ta đã mua. Nhớ nha. Giờ lạ. Số cô chẳng giàu thì nghèo. Số cô chẳng giàu thì nghèo. À... ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Chính xác Lan ơi. Lan đúng không? Chốt. Số cô chẳng giàu, chẳng thì nghèo. Giàu thì nghèo. Ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Chốt ha. Chốt. Hãnh diện lên Lan, hãnh diện lên. Đội thịt kho hộp dịch. Mặt nghĩa đã lộ ra rồi. Cho nên là thích cái gì nó liên quan tới thịt. Thịt treo trong nhà là phải. Anh yêu em lắm Lan. 20 triệu Lan ơi. Đây là đáp án chính xác. Lan thấy chưa? Câu này quen mà đúng không? Quen. Tại nãy em nói không biết chi trơn vậy. Trời, em đọc chữ nghèo, chữ ngày, chữ treo em không biết gì luôn. Chúng ta mua được những câu mang tính chiến lược thì cực kỳ quan trọng. Đó. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ, có cha mẹ, có đàn bà, cha cô đàn ông. Đó. Số cô có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Đó. Đó, cái câu này mình học từ hồi mình còn học phổ thông á. Số cô không đẻ con trai thì đẻ con gái, đó là quy trời. Đó. Này của anh. Bần ghê vậy đó. Cái câu trên nghe được nha, số cô không đẻ con trai thì đẻ con gái là nghe hợp lý nè. Tuy nhiên số là quy trời, cái vô duyên rồi. Ở láng là thì mỗi người chất quá. 20 triệu cho đội thực hợp dịch. Trời ơi. Tiếp câu số 2, mời ô chữ. Lại tiếp tục mời đội thua chọn mua lô đất trước. Đội chiến thuật đi. Đội chiến thuật ha. Này này đi. A1 A2. A1 A2 đi. Ok. Với lại là này hoặc cái này. B8 luôn. Hay là gì? Nè. À. Đó ok cũng được. B7 hả? Hoặc là B6 đi. B6 đi. A1 A2 B6 đi. A1 A2 B6. Không, mình muốn A3. Bên đây. B8 hả? A3. 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 B1, B8. B1. B1. B8. B8. A3, B1, B8. Gợi ý, câu ca dao là lời than thở tiếc nuối về một tình yêu tan vỡ. Mở ô chữ. Con Thanh chạy không nha? Thanh không chạy. Chà. Không bên nào chạy. Mua đi anh. Từ từ bình tĩnh. Hả? Quánh chiên nữa hả? Em kêu anh mua rồi, em kêu anh than rồi. À mua hả? Trời ơi trời. Xem chúng mất 2 triệu. Mém chúng mất 2 triệu. Giờ ta dùng quyền gì? Mua ô miễn phí. Ô miễn phí. Một ô thôi nha. Một ô thôi. Mời anh chị. Ô này nè. A6 nè. A6 đi. Mua A6. Mở ô chữ. Đó. Mua nó mua A6 rồi hả? Ừ. Bây giờ bên đây mình muốn mua ô miễn phí nào không? Có chứ. Mua ô miễn phí. Ô nào? Chị, cái này á. Không phải là một. Mua B3 đi. B3 cũng được. Ủa vậy hả? B3 đi. Rồi. B3. Mở ô chữ. Đó, toàn những từ chiến lược không đó. Bên kia không đoán là đâu. Bây giờ bên kia có muốn mua ô nào bên đây không? Bên kia mua bán không, bên này mua. Thì bán mua ô nào? A1, A2. Bán A1, A2 bán đi. Bán nhiêu? Đúng không? Hai cái từ đó chiến lược. Công anh. Ê. Xin lỗi, cái này không quên, bị quên bài. Nghe bên kia nghe không? Không nghe, không nghe. Khỏi mua. Khỏi mua. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi. Nghe loạn ra về cho tôi. Yeah. Cái này là không thuộc bài, cái này là không thuộc bài. Anh quên, mua, quên. Anh mua B2. Bán không? B2 em chưa bán. Bây giờ anh hay mua bên kia đi. Không, không mua. Bây giờ anh không mua A1, A2, mua B3 đi, B6 đi. B3, B6 đi. Anh biết gì đâu. Cái micro này bình thường mà tắt đi nha. Không được nói. Không. Nào giờ. Bây giờ mình bây giờ phải lợi mà mình chưa mua mà bây giờ mình mua. Mình phải kiếm nồi thịt. Mua B3 đi, B3 B6 ngon lành, chiến lược đó. B3. B3 B6 đi, mua đi. Rồi B3 B6. Mua hai ô bán giá nhiêu nè bên kia? Bán nhiêu? Giá sàn giao dịch. Tụi em đang thất bại rồi đó, bán rẻ chút anh giúp rồi cho. Bây giờ cái sao? Ý là sao bên anh bán hả? Em bán anh mua. B3 B6 đi. B3 B6. Nãy giờ mình thua cũng nhiều đúng không? Bây giờ mình biết rồi, bán cho bên kia mình gom tiền lại. Nè, giá giao dịch ở đây, giá sàn giao dịch ở đây dao động một ô tầm khoảng 5 cho đến 8 triệu. Tùy vào cái ô đó có nằm vị trí đắc địa hay không. Chị, một trong hai này mình chỉ bán một ô thôi. Em ơi, thật ra bán hai ô luôn đi, người ta cũng không đoán được hết đâu, yên tâm. Em tin anh nha. Ừ, bán hai ô đi. Nhưng mà nếu mà lỡ mà bán rồi mất lúa giống luôn, anh có đền không? Không, yên tâm. Rồi. Tin tưởng bạn ấy lần đi. Rồi vậy tin anh. Vậy bán, vậy là bán cái này phải không? Rồi bán hai anh mua. Em bán ô nào? B3 B6. B3 B6 bán một cọc. Ừ. 29 triệu.
29 triệu. Ok rồi, ok không có ok em cất đi, ăn hết luôn rồi còn gì đâu. Bữa nay 27 tết bán tới giá 29 triệu. Nghĩ sao vậy mẹ trời, chìa khóa nghĩ sao, nãy giờ tụi anh chưa tới 30 triệu em lấy 29 triệu, khỏi mua. Giá là không hợp lý. Anh 2 ô 10 triệu. Mình mua đây đi. Anh được trả giá không? Được. 2 ô 1 triệu. Thôi không mua. Đè người ta xuống. Người ta mất phương hướng. Người ta mới là thua mình. Anh có mua không? 1 triệu. Không bán. Không bán thôi. Không bán. Mua cái này. Mua cái khác. Không, em không mở bán. Bây giờ phải mua của người ta trước cái đã. Dạ. Bây giờ anh không mua. Mắc quá anh không mua. Thì trả giá đi. Thì trả 1 triệu đó. Triệu ai mua là bán. Đúng rồi, ai bán. Nghĩ là tốt nhất bán 1 triệu. 1,5 triệu đó. Trả 750. Không bán rồi, để nó mua của mình. Đấy, bây giờ này nhà mình đang giàu hơn ta. Giàu hơn ta phải thiệt. Giàu mua đó. Đi. Chị bán nhiêu chị? Thôi giờ 4 triệu hai cái đó. 4 triệu. Chết sập luôn. 4 triệu. 4 triệu thì rẻ quá. Rẻ quá không được. Lì xì cho con của tụi em 1 triệu nữa là thâm. Không. 10 triệu. 2 ô 10 triệu. Rồi, mua luôn. Triệu. Mua đi. Mua luôn. Mua đi. Mua luôn. Giao dịch thành công. Đóng bên kia. Mở bên đây. Thấy không? Làm xanh đoán ra. Nếu anh không mua. Bây giờ mua rồi đó cũng ra. Mua A1, A2 không? Công... gì? Gì hồi nãy? Công anh Công anh chăn nhé. Công anh chăn nhé đã lâu. Bây giờ... Nghe rồi đó. Ủa anh giải mà. Em kêu anh giải. Anh ơi anh giải phải đánh chiên chứ. Khi lên đánh chiên. Lên đánh chiên chứ. Rồi mời anh đọc. Ê, bên đây mình chú ý lắng nghe nha. Nè nè chú ý lắng nghe. Người ta đọc sai là mình hốt liền. Rồi đáp. Công anh chăn nhé đã lâu. Bây giờ. Bây giờ đó, đúng rồi. Bây giờ nghe đã vậy. Nghe đã. Thành Châu đi cài. Thành Châu đi cài. Chốt chưa? Khoan. Đúng rồi. Công anh chăn nhé đã lâu. Bây giờ nghe đã. Thành Châu đi cài. Thành Châu ai cài? Không, đi cài. Ai cài? Nghe lời anh lần đi lan anh lại em đó. Thành Châu ai cài? Ai cài có ý nghĩa không anh? Chốt. À đúng rồi, ai cài? Ai cài là tình yêu rồi. Không. Ý là sao Thanh? Ý là sao? Nghĩa đen là cũng như công anh xúc tép nuôi cò đó. Nuôi cho cò lớn rồi cò giò cò bay đó. Cái đó con cò, cái này con trâu em chưa hiểu. Con nghe. Thì giờ sao? Tức là sao? Thì đó công anh chăn nghe đã lâu. Bây giờ nghe đã, Thành Châu thì ai cài? Trời ơi, chưa thì nha. Ai cài? Đây là đáp án chính xác. Yeah! 20 triệu cho thịt kho ốc vịt. Nhưng mà nè, mình cũng ngồi không, mình lấy của ta 10 triệu. Đó. Nè, tính ra bên kia không lợi nhiều trận rồi. Lợi không? Chia. Lợi ít lắm. Toán đi. Bên kia vừa tốn 10 triệu mua của mình nè, rồi tốn thêm mấy triệu mua cái này, rồi quánh 2 triệu chừng chiên nữa. Còn bên kia nhiêu tiền rồi? Đâu có, nhưng mà anh gỡ là danh dự chứ. Đúng rồi. Gỡ là danh dự. Cái danh dự. Mua danh chia dự. Cho em út để tội nghiệp tụi nó đây. Không có tiền. Câu số 3. Mời ô chữ. Đây. Nhà mình muốn mua nè. Lại thua. Ủa, bên kia mua trước nữa hả? Lại thua mà. Thua. Anh xin lỗi tụi em. Sao em? Cái gì? Hả? Vậy đổi chiến lược rồi. Hai cái này đi. A1, A2. Rồi cái này. A1, A2, B8 đi. A1, A2, B8. A1, A2, B8 hoài. Giờ mình mua. Mình trận đầu. A3, A4. À đúng rồi. A3, A4. Mua ô giữa đi. A3, A4, B1. Phải có cái góc đầu. A3, A4. A4, B1. Rồi, gợi ý. Câu ca dao đề cao sự chung thủy, yêu nhau là ở tấm lòng chứ không bị tiền tài chi phối. Mở ô chữ. Thề gì? Chớ. Nửa lát, đừng có đọc lên. Đọc mấy. À quên. Anh ơi, mua đi. Mình đang giàu lắm anh. Mình đang giàu lắm. Mua anh, đi. Anh mua không? Có cần dớ này lên không? Không cần dớ. Anh mua bên kia. Thôi để suy nghĩ đi. Ô nào. Vậy hả? Từ. Em suy nghĩ ra không? Mình giàu mà. Mình giàu mà. Ừ. Nghĩa nó mình giàu gì? Mình giàu. Dù rằng hồi nãy mình không có nhiêu tiền. Nhưng mà A1, A2 đúng không? Mua A1, A2. Bán nhiêu? Hả? A1, A2. Hả? Cái gì vậy? Bên kia đánh chia luôn hả? Rồi giải thích đi. 2 triệu. Em đánh chia làm gì em? Anh mua 12 triệu em bán. 12 triệu em bán. Em bán gì cái chiên của anh vậy?
Cái chuyện của anh mà em bán gì? Em đánh phong thủy thôi anh. Trời ơi, trời ơi. Chứ nãy giờ em thấy hình như là cái này là em là đầu óc lên là em là căng lắm rồi, em phải đánh phong thủy. Giờ mua 12 triệu. Không ra không? Không anh. Ủa, em đánh bỏ 2 triệu đó hả? Bỏ anh. Ờ, vậy là anh hưởng 2 triệu đó hả? Ai cho? Bây giờ cho mua lại không? Mua lại quyền đánh chiên đó không? Không. Anh chưa nghĩ ra sao mua lại. Tức là nếu anh mua lại quyền đánh chiên đó thì anh được trả lời. Phan, để Phan cho anh xin một chút. Tưởng trả lời đi em. Tưởng trả lời đi Tưởng. Nè nha, nói rằng cái sai là bên kia hốt liền ca 1 ca 2 đó. Đấy là ta mua của mình rồi. Chắc không? Không chắc thua non đi Tưởng ơi. Sao? Ngày xưa em nói yêu anh. Bây giờ em lại gì đó. Theo về thuyền hoa. Ý là cô bé này đó. Chốt chưa? Chốt rồi. Đây là đáp án sai. Mình đã biết rồi đó. Biết A1, A2 là gì rồi đó. Đúng không? Lên không? Biết A1, A2 rồi. Nhớ không? Nhớ không? Ở bên kia là ngày xưa đó. Giờ mua B8 của ta đi. Khoan. Từ từ coi. Mua B8 đi, mình giàu mà. Em xúi anh giàu quay. Thiệt. Anh có tốn đồng nào đâu. Mua B8 á. Bán nhiêu? B8 Tưởng. Hả? Bán B8 nhiêu? Một từ thôi. Sáu triệu anh. 6 triệu. Ok, giá đẹp luôn. Sao em bán lẻ vậy? Giá tại vì em để mua cặp bán 12 để trừ 2. Như nãy em nói giá sàn là từ 5 triệu cho tới 8 triệu. Mà ta bán 6 triệu là giá rẻ rồi. Bán giá hữu nghị đó. 2 triệu được không? Trời không, ơi. Không. Ôi. Người ta lỗ nãy giờ người ta mua chứ bộ. Rồi mua đi. Mua 1 triệu. Mua. Rồi rồi. Đóng bên kia, mở bên đây. Đó, ngon không? Đoán đi anh. Anh cái chữ này hồi nãy em đọc rồi mà anh cũng mua nữa. Rồi, bây giờ nếu như cả hai đội không đoán ra được thì chúng ta sẽ mở ra một lượt mua mới. Đây, bây giờ nhà mình được mua trước nè, 3 từ. 3 ô, muốn ô mua nào? Mua... hai này đi. B3. B3, B4. B4. Với B6. B6. B3, B4, B6. A5, A6 đi. A5, A6 bây giờ... cái này là được đúng không ta? Bên đó ta mua rồi đó, B2 chưa đó. B2 nè. B2. B2. A5, A6, B2. A5, A6, B2. Mở ô chữ. Rồi. Đánh đi, đánh đi. Hả? Biết rồi hả? Biết rồi. Trời ơi, 20 chai. 2 triệu thôi anh. Ủa cái này 2 triệu nhưng anh lấy 20 chai. Thử coi được không? Ngày xưa thề những bạc đầu. Nghe nha. Chớ tham phú quý, chớ cầu mua hoa. Chữ chữ này hình như có gì sai sai á. Chớ cầu chớ tham, hoa, chớ tham phú quý. Chớ tham phú quý. Cái gì mà khách gì mua hoa đó mà ta kêu gì? Chớ cầu mua hoa hả? Chớ cầu mua hoa hả? Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa hả? Chứ đâu hai chữ chớ ý được. Ý anh nói cái kiểu giống như mà cái người mà chớ, đúng rồi. Chớ tham phú quý. Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Mà cầu mua hoa. Mà cầu mua hoa. Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Ừ. Câu lạ vậy ta. Chớ tham phú quý mà cầu. Sao? Chớ tham phú quý. Chốt không? Cái này gì em đọc lên nghe. Ngày xưa thề những bạc đầu. Chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Rồi. Rồi. Chốt không? Chốt. Ngày xưa thề những bạc đầu chớ tham phú quý mà cầu mua hoa. Mà cầu chữ cậu anh nói sai một chữ. Đây là đáp án sai. Thấy không? Sai một chữ. Ủa tự nhiên có mua hoa đây chi ta? Cầu đi hoa không? Không. Nè câu cái giao đề cao sự chung thủy yêu nhau là tấm lòng không bị tiền tài chi phối. Mua bông mua hoa tiền tài gì đây? Đọc lại. Anh Thanh đọc lại anh Thanh. Không, anh không rảnh. Mà anh không rảnh. Không có rảnh nha. Trăm năm thề nghĩa bạc đầu. Thề nghĩa bạc đầu đúng không? Hồi nãy không phải, không biết. Không phải. Thôi nha. Đúng rồi. Sao, có muốn mua của ta lại không? Từ đi, hồi nãy mình nghe quên. Đó, để ý. Mua không? Nãy tôi đã nhắc rồi, nghe đi. Mua thật ra mình mua cái này nè. Không, B5, B7 là hết được bán rồi. Cái này đừng bán được, em phải mua cái này nè. A3, A4 gì đó. Cái gì chứ mua A3 thôi. Không, cái này nè. Rồi, chốt rồi. Mua A4, đúng không? Khoan. Nãy ta đọc mấy lần luôn đó mà nghe. Không để ý, mau quên cái não các bạn. Tại vì lo đang suy tính, tại vì em nghĩ từ nghĩa.
tài từ của người ta, ta đọc đúng rồi sao mình nghĩ cái gì? Đâu nào, ví dụ trăm thề năm những, thề những bạc đầu, người ta đọc hình như thề những như sao á. Tôi não có vàng ghê luôn. Thôi vậy thôi, mua A4. Cái từ này nè, từ này nè. A4 hả, bán 17 triệu. Quên đi. Hả? Quên đi. Người ta được quyền bán, em được quyền trả giá. Ừ thì trả đi. Triệu 750. Ờ, triệu 750. Nãy nó bán mình ở kia nhiêu? Cất tiền luôn đi. Hả? Nãy bán 6 triệu. Hồi nãy 6 triệu, giờ mua là 6 triệu được không? 10 triệu. 10 triệu. Không, 6 triệu thôi. Câu này em lấy 20 triệu mà em nhả lời có 10 nãy triệu. Nãy em thua biết bao nhiêu câu rồi anh? 6 triệu đi. Nãy 6 triệu đi. Mà. Nãy mua 6 triệu, anh lớn mà anh chơi kỳ vậy. Rồi, cho bán, cho 6 triệu. Em nói câu này anh bán em 6 triệu. Rồi, mở lên cái đã ân hận nè. Thấy chưa, ân hận rồi, nói đúng rồi. Ân hận nói chứ. 6 triệu trăm năm. Làm bộ thôi, làm bộ lên giá thôi. Mua thêm câu nữa đi. Mà mình mua cái okay. B7 chưa? Đi. Em chắc chưa? Em không biết câu đó như thế nào. Nhưng mà chị biết không? Sao bên chị Lan có muốn mua bên này không? Bên mua B7 anh. Mua B7 bên, 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 tưởng tưởng à. Bên này muốn mua B7 kìa. Không, bây giờ em nói luôn nè chứ mà sao không? Bên kia no. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Bên kia. Đó, nè, bên đây, bên kia nè. Cái này chắc chắn là chị biết. B7, yes. Chắc chắn biết phải không? Nếu chị biết phải không? Nhưng mà cái câu này là đúng không? Em nói... Thôi mình nói đại đi. Mất thời gian đánh quá ha. Đánh rồi, đánh chiên rồi, hồi nãy đánh rồi. Hồi nãy khác. Hồi nãy khác hả? Ê, bây giờ nè, dùng cái quyền trả lời miễn phí đi. À, đúng rồi, trả lời miễn phí, đúng rồi. Ừ. Ờ. Giơ lên. Giơ lên. Trả lời miễn phí. Ủa? Sao em nhắc người ta cái vụ trả lời miễn phí? Không, nhiều khi không thuộc bài, không thuộc nội quy. Nè, đánh dằn mặt nè. 6 triệu tiền. Không tốn tiền. Miễn phí mà. Miễn phí mà. Rồi đọc. Bây giờ bên kia chú ý lắng nghe lại nè. Nè. Đợi chứ, bàn luôn một giây thôi. Ủa, nha. Bàn nữa hả? Chứ rồi. Rồi nhớ rồi khỏi mua. Ok. Rồi. Nói luôn. Nói luôn. Đọc 2, 3. Trăm năm thề những bạc đầu, chớ tham phú quý, chớ cầu vinh hoa. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án. Sai luôn. Nói bên chuyện không? Đánh chuyện chứ. Anh Phan. Hả? Sao vậy? Muốn dùng quyền miễn phí không? Ôi trời trời ơi, em chắc anh cảm ơn em nhiều quá. Giơ lên. Rồi. Anh gì? Quyền gì? Quyền gì? Miễn phí. Đánh gì miễn phí? Rồi. Mẹ. Quánh ngược tính tiền. Rồi đọc. Đọc đi Lan, anh không nhớ. Ngày. Ông đi tiệt. Ngày xưa thề những bạc đầu. Ủa vẫn ngày xưa hả chị? Nghĩa. Chớ tham phú quý mà cầu vinh hoa. À, khác gì bên rồi, kia đúng đâu rồi, ta. Đúng rồi, bởi vậy rồi sao giờ sao? Khác, hai câu của anh là không phải ngày xưa. Rồi. Hai câu của em để gì á? Chớ không chị, chớ không? Phan. Cái này như em... Ngày xưa thề những bạc đầu. Ngày xưa thề những bạc đầu. Chớ tham phú quý. Mà cầu vinh hoa. Chớ tham phú quý mà cầu vinh hoa. Cho em mua chữ bên kia được không? Dạ anh. Từ từ đi, mấy cái nói từ từ bình tĩnh. Chốt không? Chốt. Chị Lan chị kiên cường lắm. A1, A2 chị vẫn nhất quyết là ngày xưa. Trong khi A1, A2 là bên kia người ta mua, người ta biết cái từ là từ gì, người ta đọc là chính xác. Chị hiểu không? Nãy đọc gì vậy? Nãy đọc không phải. Chị vẫn kiên cường. Nãy đọc gì vậy? Hồi nãy là... Vậy là bây giờ quyền rồi. Những hồi nãy là gì vậy? Đây là đáp án sai. Rồi vậy bên này có quyền không? Bình tĩnh từ. Không phải sai hai chia 1, 3, 2 không thôi. Mà sai luôn B5, B7 đó. Nó nói luôn cho biết đó. B7 sai luôn, em đọc lại cái cũ. Này cái từ này cũng sai đó hả? Sai đó. Ờ cho nên giờ mình mua đi ha. Giờ không bán lấy gì mua. Ủa vậy hả? Cái vấn đề là bây giờ chủ đầu tư không được bán thêm nữa. Hồi nãy chị nói đó mà bị sai mà. Chị nói hai từ này giống nhau bị sai mà. Chị nói sai mà. Ừ. Gia đình bệnh xào xáo rồi. Không, đang mừng bàn luận không có xào xáo. Tức là bây giờ vậy nè. Hai câu này hồi nãy giờ mọi người đã trả lời tương đối là chính xác. Bây giờ chỉ có sai cái B5, B7 thôi. B5 thôi đó. À biết rồi. Rồi, đánh chi đi anh, đánh chi đi. 2 triệu nữa đó. Không phải ngày xưa mà là cái gì? Cái này là trăm năm thề những bạc đầu, chớ ham phú quý đi cầu. Chớ gì anh? Chớ gì? Chớ tham. Chớ ham phú quý. Chớ tham. Tham hay ham? Tham. Chớ. Văn chương ai ghi chứ tham. Chớ tham. Chớ tham phú quý đi cầu vinh hoa. À, đi cầu trăng hoa. Chốt chưa? Chốt. Trời ơi, muốn đổ mồ hôi luôn á. Đây là đáp án. Không sai. Chính xác.
Trời ơi, 20 triệu. Cái này lỗ luôn á. Trăm năm thề những bạc đầu, chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa. À, đi cầu xin thế rồi, nhưng mà đọc lên nó kỳ kỳ. Và chúng ta đã đi qua vòng 2. Số tiền còn lại của hai đội là bao nhiêu? Nhóc mình thua đó. Trời ơi, sắm Tết dư giả của dư luôn ha, trời ơi. 52.500.000 đồng. Trời ơi, mất gần 28.500.000 đồng. Triệu em mua mất chị ăn nguyên một sớm luôn. Tết này không nấu thịt không vịt luôn. Sao tưởng Tết này em sẽ tính sao? Giận rồi. Giận gì? Thịt có không vịt. Ủa mắc mớ gì tự nhiên giận đội này. Tết thì không nấu thịt không vịt. Giận hả? Thà mới cơm ăn với trứng cút. Ăn trứng cút, ăn thịt bò chứ không ăn thịt heo không vịt. Ủa? Tết mà em ăn bò rồi em bò làm sao? Đúng rồi. Tết đúng ăn bò. Tết không ăn bò ăn vịt nha. Em đừng mua thịt không vịt. Anh với chị sẽ bưng thịt công dịch qua tặng cho em. Còn với Vân Khánh thì sao nè? Ngày hôm nay mình đến với Sao Hay Chữ, Khánh thấy thế nào? Thực ra thì là nãy giờ chơi quên á, em nói tiếng qua tiếng này lái hồi nào cũng hay bị liệu á. Giờ cho em trở về tiện Huệ đi. Em trở về quê em. Thực ra thì em như em nói lúc đầu đó, tại vì như có một đối trừ mình nghĩ là nó lần lồn đúng không? Tại vì mình cứ nghe mang mạng đâu đó, vì hằng ngày mình cũng không thể nói được cái những câu này. Nhưng hồi nãy cũng nghe anh nói là chữ đi, mình cứ nghĩ đi cầu nó kỳ quá. Ha, nhưng mà đúng lẽ là mình phải nghĩ là đi cầu trăng hoa thì nó mang ý nghĩa khác. Đúng rồi. Cho nên vừa lại mang của cao cho nên chạy hơi chậm chấn nữa. Thôi thôi chấp nhận á. Rồi chuẩn bị chia tay chương trình nè. Vân Khánh có cái câu nào mà về chúc Tết, chúc xuân hoặc là hò về gì cũng được, hát tặng mọi người một câu đi. Ui trời ơi, thì có câu chuyện gì hả? Về bài xuân gì đó cũng được. Mấy bài xuân mà Khánh hay hát Tết á. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp tuyệt trần. Quá đẹp. Ngọt quá. Ngâm. Ngâm gì đây? Khánh quên. Đang minh họa. Nói chung là thua quá giờ. Quên luôn rồi. Bấn loạn luôn rồi. Bấn loạn buồn rồi á. Rồi còn tưởng giờ em có câu nào chúc mọi người không nè? À không có gì hết. Em buồn buồn thôi chị. Dẹp cái nỗi buồn đi em. Đây nè, nè, chúc ngon lì xì. Chúc đi lấy lì xì. Năm mới. Chúc vui lên chứ, chúc buồn quá. Không, cái này giống như lì xì là phải chúc, là phải giống tư cách của một em bé chúc cho người lớn. Năm mới. Bé Tưởng. Bé Tưởng. Bé Tưởng có hai con rồi nha. Bé nít sống lâu năm. Kệ người ta đi. Bé Tưởng có hai con rồi. Trời ơi, dạy mặt người ta hoài à. Bé Tưởng. Kính chúc quý bà con cô bác, quý anh chị, quý vị khán giả, kính chúc bác Thanh, cô Lan, em Lan, anh Nghĩa, lại nghĩa. Em Khánh được nhiều sức khỏe, tiền vô ào ào, mưa thuận gió hòa, ruộng vườn xanh cây tốt trái. Sao nó đi lạc đâu đâu, có cái gì sai sai á. Mưa thuận gió hòa. Không sao, nghĩ sao cái đó là một mùa vụ bội thu á. Cảm ơn em nha, mặc dù bây giờ nghe chút nổi da gà. Nói chung là ý nghĩa tích cực là được. Đó. Nói chung là nãy đây, mỗi người một bao nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, đội thịt con dịch tiến thẳng vô dòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Và vòng này có tên gọi là Chinh Phục Bảng Vàng. Coi như là hai anh chị đã vượt qua hai vòng đầu tiên ngoạn mục luôn. Ban đầu em cứ sợ là anh chạm lợi Ngọc Tưởng. Nhưng mà sau đó cái sự mà khéo léo nhanh nhẹn của anh, dẹt cái bụng qua một bên, chạy lên, hóp bụng lại chạy lên chứ, quánh cái chiên trước. Và mình đã có những cái bàn chiến thắng ngoạn mục. Anh, Tết này nhà mình chuẩn bị gì anh? Đầy đủ, phải đầy đủ mới được. Bị có hai đứa nhỏ thành ra thịt kho trứng rồi kho hộp vịt đó không anh? Thịt kho hộp vịt đó. Rồi có mời em qua ăn không? Củ kiệu em cũng có, nhà em tự ăn đi qua xin. Rồi bánh mứt thì đầy đủ. Bánh mứt đầy đủ hết trơn đó. Dạ, còn chị Lan Tết mình chuẩn bị gì chị? Thường thì lúc nào chị cũng có cái nồi khổ qua. Khổ qua dồn. Khổ qua dồn thắt lát. Dạ. Có nhiều người nói là khổ qua là khổ quá. Tại sao mình phải ôm vô? Không, chị là khổ qua là coi như những cái khổ cho nó qua. Dạ. Lúc nào cũng phải có cái nồi đó. Mà chị tự nấu hết luôn hay sao chị? Chị tự nấu hết. Nhưng mà rồi những cái ngày cận Tết như vậy là nhiều khi chúng ta cũng phải đi diễn, có khi diễn tới cả đêm 30 luôn đó. Thì anh chị là thường là mình ngưng diễn trước đó mấy ngày để mình chuẩn bị cho cái Tết của nhà mình.
thường là nếu mà diễn sân khấu thì khoảng 24, 25 đã ngưng rồi, dạ, đâu có diễn nữa. Nhưng mà còn quay hình hoặc là mình diễn quay thì có khi tới 28. Đón giao thừa. Ừ, quay tới 28 nhưng mà tối 28 chị mới nấu. Dạ. Có như những lúc mà chị rảnh giống như 25, 26 có thể là chị mua thịt chị đông vô tủ đông trước. Ừ. Rồi chị mua khổ qua đồ để vô đó trước, hay dạ, là sáng ngày 28 chị chạy ra mua cho ừ, nó ngon rồi chị về chị dồn. Mà thường là hồi xưa má chị hay nấu tối 28, 29 gì đã nấu rồi. Ừ. Nhưng mà giờ không có. Chị sáng 30 chị mới nấu cho nó ngon. Có nấu bánh chưng không chị? Ờ, cái đó thì chị không biết. Cái đó toàn là được cho không à. Còn Thanh, có bao giờ anh đi diễn mà ngay cả đêm 30 mình vẫn phải đi diễn không kịp về nhà không anh? Hồi xưa kìa, hồi xưa còn chạy show đó. Ừ. Thì đêm giao thừa vẫn còn đi diễn. Dạ, chứ là đêm giao thừa thì cũng có nhiều nơi tổ chức những cái hoạt động. Và nghệ sĩ chúng ta vẫn phải phục vụ trong những cái thời điểm quan trọng đó. Đúng rồi. Cũng mong rằng là mình sẽ có một cái Tết nó đầm ấm, nó đoàn viên trọn vẹn với tất cả những thành viên trong gia đình của mình. Sau một năm mình cũng chạy, mình làm việc vất vả rồi, thì vài ngày cuối năm ở nhà đón Tết cùng với mọi người ha. Đúng rồi. Dạ, nếu như giờ anh chị mà thắng luôn cái vòng này nữa, tiền mang về trời ơi ngộp luôn. Quá trời luôn hả? Coi như là nguyên một cái Tết mình no đủ luôn. Ở đây sẽ có 3 câu ca dao. Trong vòng 120 giây anh chị sẽ phải giải đáp được 3 câu ca dao đó. Mà anh chị được mở ra tới 21 ô chữ. À, vị chi một câu ca dao mở ra tới 7 ô. Phân nửa rồi còn gì. Nhưng mà một câu nó là bao nhiêu ô? 14. 14. Dạ, mở 7. Mở 7 là còn phân nửa rồi, đúng không? Đúng một câu 20 triệu. À. Hai câu 40 triệu, ba câu em chơi sang anh tặng 100 triệu luôn. Ồ. Mời các anh chị nhìn lên đây. Đó. Bây giờ mình chung thủy với lại cái hồi nãy mình chọn đi. A1, A2, A5, A6. A5, A6 hả? B1, B2, B8. Sao câu sao dài mà em lấy ít quá vậy? Đâu có được 7 chữ, 7 ô à. Mày đó, ý anh nói thay vì 7 ô rồi đó. A5 em để xuống B2, B7 cũng được vậy. Đó. À ha. Ờ. Bây giờ chị để A6 thôi, lấy B7. Ờ. Rồi. Bỏ A5. Bỏ A5. B7. Xong. Đó. Hai câu dưới sao anh chị? Ở dưới này cũng y vậy luôn. Y chang đi. Y chang vậy luôn. Chơi một cái phong thủy vậy thôi đó hả? Đó, phong thủy gì rồi. Đó. Photocopy. Đó. Đó, đó. Đó, thấy không? Có đầu có đuôi, có đầu có đuôi. Đó. Dạ, còn chính giữa là không biết phải không anh? Chính giữa ho khỏi. Hên xui. Dạ, em sẽ mở ô chữ và đọc gợi ý. Anh chị muốn trả lời câu nào trước cũng được hết trơn á, thấy câu nào nó dễ thì mình trả lời trước. Yeah. Yeah. Cố lên. Nếu như mà mình vô được luôn á thì nồi thịt kho hộp vịt mình làm mình đã cả sớm ăn cũng được. Còn nếu như mà hẻo hẻo chút xíu, mình kho trứng cút thôi. Y kho trứng cút ngon hơn đó nha. Tự nhiên trứng cút mình lột cực hơn. Được nhiều trứng. Yeah. Rồi, chuẩn bị. Mở ô chữ. Có một câu ca dao phê phán những kẻ lười biếng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân cá nhân. Ăn thì ngon. Ăn thì cũng muốn đồ ngon hả? Làm ăn thì cũng muốn ăn ngon hay đồ ngon. Làm thì chọn việc còn con mà làm. À. Ăn thì cũng muốn đồ ngon. Đồ ngon hả? Đồ ngon là ăn ngon. Cái chữ đồ đó là ăn thì cũng muốn ăn ngon. Không. Ăn thì cũng muốn cùng ngon. À. Làm thì chọn việc còn con mà làm. Sai một chữ, sai một từ. À, con này. Ăn thì sai câu trên đó. Ăn thì cũng câu 2 nè, câu 2 nè. Câu cái dao phản ánh nỗi lòng cha mẹ khi gả con làm dâu nhà người, trong đó có nhắc đến một món canh dân dã miền Bắc. Có con có con canh dân dã miền Bắc hả? Canh gì ta? À miền ở ngoài Bắc hay ăn cần. Em cần. Em có người bác, miền Bắc em biết. Gần có con gần, có bác đem cho, có bác canh canh cần nó cũng đem cho. Có con mà gả chồng gần, có bác canh cần, nó cũng đem cho. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Cái câu dễ vậy. Đây là hai câu đầu tiên bài lý 10 thương. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà cứ duyên. Đúng không? Chốt. Chính xác. Câu 1. Câu 1 hả? Câu 1. Ăn thì chọn món, ăn thì cũng muốn ăn ngon hả? Ăn thì chọn món ăn ngon. Ăn thì cũng muốn ăn ngon. Làm thì chọn việc còn con mà làm. Con mà làm. Style câu đầu. Style cái A3 đó. Ăn thì thay A3 đi. Khoan. Ăn thì cũng muốn ăn ngon. Hồi nãy nói là gì? Style A3 và A5 đó. Ăn thì cũng muốn. Hết giờ. Tiếp quá. Sai một từ một thôi chị. Đây mời chị xem. Ăn thì những muốn cùng ngon. Ăn thì làm thì muốn. Chọn việc còn con mà làm.
Còn câu 2, câu 3 thì anh chị đã đoán đúng. Có con mà gả chồng gần, có bác canh cần nó cũng đem cho. Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Được, đúng 2 câu. 40 triệu đồng. Yeah. Hôm nay rất là vui khi được anh Thanh với chị Lan ghé tham gia chương trình. Chị có cảm xúc như thế nào với chương trình ngày hôm nay ạ? Rất là vui. Thứ nhất là mình được gặp mọi người nè, rồi được cười với anh Thanh, cười mà cười chảy nước mắt luôn á, cười. Nói chung là mình cười mà mình không có tốn tiền. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà vô đây được cười quá trời cười luôn, cho nên rất là thích. Thua cũng thích nữa. Mà cái này mình đã thắng. Dạ. Cho nên là chị còn thích gấp đôi luôn. Dạ. Còn với anh Thanh sao anh? Trời ơi, anh thì quá thích cái chương trình này rồi, nghe nói mời Tết anh mừng lắm. Dạ. Chứ nghe nói mời mà quay Tết luôn. Nó thành ra khoái liền. Anh biết không, nhiều nghệ sĩ á, khi mà nghe nói mời tới chương trình Sao Hay Chữ nghe sợ, nói ủa rồi lỡ như tôi vô tôi không hay chữ rồi sao. Nhưng mà rõ ràng khi ai đến đây chơi cũng có cảm giác giống vậy hết trơn á, rất là vui. Ngay cả mình thua đi chăng nữa mình cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái điều bổ ích mình đã học được từ chương trình, đặc biệt là mình nhớ lại những câu ca dao mà nhiều khi mình quên đi, hoặc là nào giờ mình chưa bao giờ mình nghe đến luôn. Đúng rồi. Dạ, đó có là những cái câu điều... chị chưa nghe đó. Dạ. Đó là cái điều mà chương trình muốn mang đến cho những người chơi đó. Hôm nay anh chị đến đây thì em sẽ có 2 cái bao lì xì mừng tuổi. Cái này gọi là mừng tuổi chứ phải lì xì. Rồi à, anh thay mặt anh cảm ơn Đại Nghĩa và chương trình. Dạ, này em gửi chị Lan. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Đại Nghĩa. Dạ, cảm ơn hai anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ hai anh chị có một câu chúc Tết nào dành cho khán giả trước khi chúng ta chia tay nhau nè? Thanh xin cảm ơn chương trình Sao Hay Chữ đã đưa Tâm Thanh đến đây để trước là giữ cái chương trình này phát ngay cái ngày Tết. Thanh rất vui, bởi vì xin chúc cho bà con xem chương trình được hạnh phúc và dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chị Lan. Ngọc Lan xin cảm ơn quý vị khán giả xem đài, cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Lan đến đây để tham dự một cái chương trình rất là hay, có kiến thức, rất là vui. Thì Lan sẽ xin chúc tất cả mọi người một năm mới được an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Và thưa quý vị khán giả, lời chúc vừa rồi cũng xin khép lại chương trình Sao Hai Chữ ngày hôm nay. Và đó cũng là cái điều mà chương trình mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả vào những ngày cuối năm như thế này. Mọi người bước vào một năm mới thật nhiều sức khỏe và làm ăn dồi dào phát đạt quý vị nha. Chương trình Sao Hai Chữ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa, chị Ngọc Lan, anh Tâm Thanh xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Nhân ngày mùng 4 Tết thì vẫn còn không khí xuân tràn ngập, cho nên Đại Nghĩa mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả một chương trình thật hấp dẫn, thật đặc biệt. Chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh của các thí sinh mà họ là những người cũng quen thuộc với chúng ta, những bạn trẻ, những người nghệ sĩ.